Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Ở tập trước thì mình có up một cái quả trứng rồng hoang dã và nở ra một em rồng Ron nè. Và hiện tại thì em ấy chỉ mới có 8 ngày tuổi thôi, còn rất là bé. Với lại đang bị đói nữa, nên giờ thì mình sẽ cho bé rồng ăn đỡ miếng thịt gà này đi. Rồi, và khi nào có thêm nguyên liệu thì mình sẽ làm những cái phần ăn đặc biệt, rồi cho rồng ăn để cho mau lớn nhá. Và trong thời gian AFK thì mình vô tình phát hiện một con sói điện đang đứng trước nhà mình, mà nó cứ ngước ngước lên trên. Con này ấy da, đó, các bạn có thấy gì không? Mình đang bị hiệu ứng giật điện nè. Mấy bé sói cũng bị liên lụy theo nữa. Có hai con trước nhà mình luôn á. Nhưng mà con này thấy vậy thôi, vẫn có cách để thuần phục nó nha các bạn. Và để thuần phục được thì mình cần phải đi tìm thêm nguyên liệu đấy cái đã. Chứ bây giờ trong kho thức ăn của mình chẳng còn miếng thịt bò nào hết luôn. Để mình nhìn xuống dưới coi. Có một con kìa. Được, một con thì dễ rồi, để bây giờ mình sẽ đi qua. Ây, ui, đừng cố cắn. Ây da, không ổn rồi. Chưa dịch chuyển vô nhà các bạn ơi. Mình phải dịch chuyển vô nhà thôi, mình không muốn tiêu diệt mấy con này đâu, thì mình muốn thuần phục á. Mấy bé sói đừng ra ngoài nha, bị tê đấy, không đùa đâu. Làm sao ra ngoài ta, giờ ra ngoài, có cách. Đục tường ra ngoài thôi chứ sao, giờ đi đường kia bị nó quýnh ghê quá. Rồi, giờ tụi mình sẽ cố gắng chạy thiệt là xa ra khu này, để không phải giao chiến với mấy cái con sói hoang đó nha. Mình thuần phục nó thì nó sẽ trở thành đệ của mình á. Mình không nỡ ra tay đâu. Và không biết bên này còn bò không, vì đợt trước khi mà mình dẫn bò về á, mình thấy bên này vẫn còn một vài con bò á. Nhưng mà lần nào cũng phải qua đây thì quái nó cứ tập bụi ở đây quá trời luôn. Rất là nguy hiểm ấy. Bò, đây, còn bò. Mình sẽ giết bò xong rồi chạy nhá. Ây da, đừng có bắn. Được bao nhiêu thịt bò rồi? 6 thịt bò. Ui, hơi bị nhiều luôn. Vô đây nữa là được bao nhiêu ra? 13 rồi. 13 là dư rồi đó các bạn ơi. Về nhà liền. Và lắp lại cái tường ở đã, để không thôi ban đêm đang ngủ á, quái nó chạy vô nó quýnh chết queo á. Rồi, đứng lên thôi. Mình sẽ chỉ làm hai để rút ngắn thời gian lên một xíu. Và giờ thì mình sẽ chờ đợi để cho thịt nó chín rồi chế tạo đồ ăn cho mấy con sói hoang thôi. Và thịt cũng đã nấu xong rồi, được 5 miếng rồi đúng không? Mình sẽ kết hợp thêm với một ít xương nữa. Tại vì thông thường sói thì sẽ rất là thích xương luôn á. Mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy nè. Tạo ra 4 cái đùi luôn. Và mình tin chắc là mấy con này sẽ rất là thích á. Coi nào, vẫn còn nhìn kìa. Thích ăn không? Cho ăn nè. Cho ăn nữa nè. Ăn nữa nè. Và một miếng cuối cùng. Không chịu luôn rồi. Ui, mình cho nó ăn 4 miếng mà vẫn chưa đủ nó nữa. Nó vậy còn chích mình nữa chứ. Trời ơi, mấy con này. Kỳ cục thiệt á. Không sao, mình còn tới 7 miếng trong này nè. Làm lần 2 các bạn ơi. Nói chung mấy con động vật hoang dã mà nó khá là cứng đầu á. Rồi, lần này thì hy vọng là sẽ thuần phục được nha. Một nè. Ui, được rồi. Lần này thì một miếng là được luôn. Ở đây. Ở đây còn nữa nè. Mình sẽ cho ăn để thuần phục luôn. Nhưng mà con sói con này chưa có chịu. Sói con này vẫn chưa chịu nè. Nhưng mà sói mẹ thì chịu rồi. Vậy là hai mẹ con này đang bị đói các bạn ơi. Muốn đi qua nhà mình kiếm ăn hay sao á. Được quá thì mình cho ăn thôi. Tạm thời thì ngồi ở nhà đi. Chắc mình sẽ qua bên kia thêm một lần nữa, lấy thêm thịt bò về rồi làm đồ ăn cho sói con để thuần phục luôn nhá. Chứ thuần phục sói mẹ mà không thuần phục sói con thì khi lớn lên sói con sẽ quýnh mình á. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một phần ăn nữa ra ngoài để thuần phục sói hoang con nhá. Hy vọng lần này là thuần phục được. Rồi, ấy da, đây, cho thêm một cái nữa nè. Được chưa? Úi, được luôn rồi nè. Vậy là mình đã thuần phục được hai mẹ con nhà sói hoang rồi. Và sói hoang thì có thể gắn được yên cưỡi nè, rồi giáp cũng như là rương luôn. Nên bây giờ thì mình sẽ vô trong để chuẩn bị nhá. Giáp kim cương thì mình còn dư 2 cái nè. Kế đến là yên cưỡi mình sẽ lấy 2, cũng như là rương thì cũng làm 2 cái cho hai mẹ con luôn. Và mình còn một ít ván gỗ ở đây. Chế tạo 2 cái rương nhanh và ra ngoài đặt thôi. Vậy là sắp tới mình đã có thêm thú nuôi rồi. Đây, cái rương nè, yên cưỡi cũng như là giáp kim cương. Đó, vậy là có giáp rồi nha, để mình cưỡi thử coi có được không. Wow,
Ngầu ghê luôn á. Ui, đây là số hoang nè các bạn ơi, dùng để khám phá, dẫn đi khám phá trên cạn là tuyệt vời luôn á. Coi coi có biết loại không nhá, nếu biết loại là hết sảy luôn. Ui, biết loại luôn nha, không không đùa đâu, vừa có thể di chuyển nhanh trên mặt đất và còn có thể lội trên mặt nước nữa. Có thể lặn được không? Ui, lặn được, nhưng mà mình thì không có thở lâu được á, lặn một hồi nhiều khi mình lại chết ngạt mất tiêu. Nhưng mà không sao, dù dù sao thì cũng là một cái thú cưỡi rất là tốt cho mình. À, bé sói con cục trò luôn nè. À, yên rồi, giáp nè. Đó. Được nha, được nha. Mà không biết cái ô chứa này có thể tăng lên được không ta? Chứa này ít quá à. Đây mình sẽ cho sói mẹ 2 phần ăn, sói con 1 phần ăn nhá. Quá thịt bò bít tết còn thừa nè. Rồi cho gia thuộc vô luôn. Và em này cũng vậy. Đó, vậy là sống rồi. Có thêm 2 mẹ con nhà sói hoang bảo vệ nhà nữa thì hết sảy. Còn quái vật nào mà lại gần nhà mình á, chích điện một cái tê tê mình ra quýnh chích quẹo liền. Quá tuyệt luôn. Và ngoài ra trong thời gian với 2 tập thì cái bé rồng mà Bảo Táp cũng đã lớn lên rồi các bạn ơi. Và đây chính là hình dạng của em ấy sau khi lớn nè. Có những vết sáng ở phần sừng cũng như là cái phần lườn bụng á, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Và chắc mình sẽ cắt bớt gỗ vô người bé sói đi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có đủ kim cương để làm full một set đồ rồng cho bé ấy, nên mình sẽ vô trong nhà làm một ít việc để tìm thêm kim cương nhá. À, coi nào, cái thùng chứa đồ của mình á toàn là những món vũ khí kim cương nè, và mình cũng đâu có mặc hết đâu. Thế nên mình quyết định mình sẽ nấu hết mấy cái này ra những cái viên kim cương nhá. Và để cho việc nấu dễ dàng hơn á thì mình sẽ làm cho mình 2 cái hopper. Và công thức của hopper thì mình cần phải có rương trước cái đã. Đây còn mớ gỗ nè, làm nốt 2 cái rương luôn. À, theo công thức giống như vậy. Và đổi ra hopper nhá. Hopper thì quá rẻ rồi, chỉ cần 5 sát cho một cái thôi. À, và vậy là xong rồi đó. Và cái lò nung này thì hơi thừa thì phải, nên mình sẽ lấy ra 2 cái thôi. Nè, lấy ra 2 cái nè, dành riêng cho việc nấu kim cương đó. À, đặt xuống phía dưới giống như vậy, bờ phía trên nè. Rồi cái đến là thêm một cái rương nữa đi nha. Thêm một cái rương để có gì mình còn chứa mấy cái món đồ khi đẩy xuống phía dưới á. Đây còn gỗ, mình sẽ làm thêm rương nhá. Công thức rương là như vậy, 2 cái. Rồi, đặt lên phía trên. Vậy công việc còn lại của mình á là gom hết đồ cho vô đây thôi, chẳng hạn như là những cái giáp này, giáp là có thể nấu hết nhá. Riêng cái xẻng thì mình chỉ được có 4 cái diamond coin thôi để anh nén lại thành viên kim cương á, rất là tốn kém luôn, nên mình chỉ nung giáp thôi nhé. Còn xẻng thì mình có thể nung sau. Rồi tạm thời thì cho lên đây trước nè. Và một xíu thì mình phải lọc lại thêm một lần nữa, tại vì trong đó có một vài món đồ, có những cái dòng thật là xịn, kiểu như là mending này hoặc là gia tài ba các kiểu ấy. Cái dòng đó thì hơi hiếm nên mình sẽ lọc lại trước khi nung nhá. À, trên này còn một mớ mình sẽ ấy hết luôn. Hình như cái cây cung này cũng không có nung được hay sao á. Ờ đúng rồi, cung cũng không có nung được luôn. Đó, nên cần phải kiểm tra thật là kỹ trước khi nung đồ nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái quá trình lọc đồ lại thôi. Đầu tiên ấy, à đây nè, cái cuộn sắt sửa chữa hôm trước mình nhặt nè, sẽ cắt vô đây đi để tránh trường hợp mình nung nhầm nữa. Còn dòng nào xịn xịn không nè, cái quần bảo vệ, ủa gì, quần sửa chữa nè. Suýt nữa thì mất hết một món sửa chữa rồi. 2 cái xẻng thì mình sẽ bước qua cái rương này. Còn đồ nào nữa không? Và trong đây á, nó còn có những cái côn dị khúc nè. Cái này mình cũng có thể chế tạo được á. Nhưng mà thôi mình sẽ chừa lại cây hại thay ma đi để dành chơi á. Cái này chơi vui cực luôn. Khi mà mình tấn công á, nó sẽ xoay 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 nhìn thích mắt cực. Lâu lâu đem ra nghịch với mấy con zombie là hết sảy luôn. Rồi tạm thời thì mình chỉ nung như đây thôi nhá. Và để nung được thì mình sẽ cho than vào. Cho than vào. Đó, một xíu quay lại thì mình sẽ có được một mớ kim cương luôn, không cần phải đi đào mai gì hết á, rất là dễ. À, và trời cũng đang tối, để bây giờ mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ tiếp tục cái công việc trong ngày hôm nay nha các bạn. Và coi nào, cái quá trình nung có diễn ra thuận lợi không? Quay khá là thuận lợi luôn đó nè, có được 2 viên mỗi bên rồi nè, dễ chưa, dễ chưa. Và hôm trước mình có nhặt được
hai quyển sách sửa chữa sau khi mình tách ra và mình chưa biết ép vô cái gì. Trong thời gian suy nghĩ thì mình quyết định rằng sẽ ép vào hai thanh kiếm legendary của mình nè, vì nó sẽ kết hợp rất là tốt với nhau á, nên mình không muốn sử dụng riêng lẻ từng món đâu. Xài lần hai món ha, sửa chữa luôn cho nó xịn hẳn nhá. Vậy là sắp tới mình có thể thoải mái sử dụng mà không sợ hai cái này bị hư rồi. Nó sẽ tự sửa sau khi mà mình nhặt được những cái hạt kinh nghiệm đó. Và cái này được 5 nè, cái này thì được 7 rồi. Ủa nhưng mà sao cái nấu nhanh cái nấu chậm ta? Hình như cái này nó trễ hơn một xíu hay sao. Và coi nào, trong rương mình còn 15. Vậy là mình có thể nén ra được bao nhiêu khói đây? Ui, dư sức là một cái bộ giáp rồng kim cương rồi. Ủa vậy mình sẽ làm luôn cho bé rồng bảo táp của mình một cái bộ giáp rồng kim cương luôn đi, để em cho bằng với những người anh em rồng khác nữa. Cũng như là trang bị vô thêm một cái yên cưỡi nè, để mình có thể cưỡi và dẫn đi khám phá trong ngày hôm nay luôn. Ý, ủa con gì á? Ui, con này có quýnh không? À con này nó hiền, con này nó hiền các bạn ơi. Hiền thì thôi, mình sẽ không có đánh đó nha. Trang bị giáp kim cương nè, yên cưỡi. Rồi, vậy là có thể dẫn đi khám phá rồi đó. Và hổm rài, mình chỉ toàn chế tạo những cái kiểu như là cúp này cũng như là kiếm bằng vảy rồng nguyên tố thôi, chưa có làm cung á. Để giờ mình coi coi cây kéo kim cương mình vứt ở đâu rồi. Mình sẽ làm thêm một cái cây cung bằng kim cương xem như thế nào nhá. Và cái này hình như mình còn có thể nâng cấp lên dòng chậm hổm á, để mình có thể cắt vảy rồng lâu hơn thì phải. Đúng rồi nè, nâng cấp được luôn. Nhưng mà mình chỉ đủ để nâng cấp chậm hổm mấy ta? Chậm hổm 1 thôi hả? Thôi kệ, tạm thời không có kinh nghiệm nâng cấp chậm hổm 1 đi. Khi nào có nhiều kinh nghiệm rồi mình sẽ nâng cấp chậm hổm 2 qua là chậm hổm 3 và sử dụng lâu hơn nhá. Giờ thì cắt vảy trước đi. Cắt một cái nè. Được 2 vảy. 2 vảy thì vẫn chưa có đủ đâu. Phải có nhất là 3 vảy để làm được một cái cây cung á. Nhưng mà thôi kệ đi, có 2 cũng được. Và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ đi tìm nốt những cái quả trứng rồng nguyên tố còn lại á. Vì hiện tại thì vàng rồng của mình còn thiếu hình như là rồng zombie nè, rồi rồng Ender nè, rồi rồng gì nữa ta? À, rồng Wither, đúng rồi, rồng Wither cũng như là rồng xương á. Và cuối cùng là rồng Moonlight. Trong mấy cái quả trứng rồng này chỉ có rồng Moonlight là dễ nhất, vì mình có thể cưỡi cái bé rồng này nè ra những cái tổ rồng Moonlight và ấp tại chỗ luôn. Vì rồng Moonlight sẽ có thể ấp khi mà ở trên những cái khối thạch anh á. Chỗ này có không? Ui, chỗ này gần cái bên nè, để mình ấp ngay đây luôn cho tiện nha. Ây, suýt nữa thì gớt xuống dưới rồi. Đây, mình chỉ cần ẩn vào một cái để cho quá trình ấp trứng rồng nó diễn ra nhá. Và mình sẽ lưu ở đây một điểm là rồng Moonlight. Đó, khi nào rảnh thì mình sẽ qua đây để canh chừng nhá. Mình ở nhà biết thì chắc nó sẽ không có nở ra đâu. Để khi nào rảnh mình sẽ qua sau. Bây giờ thì trở về nhà để tiếp tục đi tìm những cái quả trứng rồng khác. Và trong đây thì rồng Ender thì phải xuống Diana, rồng Zombie thì phải đi xuống dưới Nether. Chắc hôm nay xuống Nether đi, tại vì Diana mình cũng khám phá nhiều rồi. Và để khám phá dưới Nether vui hơn thì cũng như là dễ dàng hơn thì mình cần phải trang bị giáp rồng đặc biệt á, là giáp rồng hoang dã hệ lửa nè. Tại vì giáp rồng này thì mình đã trang bị cho nó cái áo bên trong á là cân bằng nhiệt độ sẵn rồi, mặc vô không có bị sốc nhiệt á. Rồi giờ thì mặc vô nè, rồi đi xuống dưới luôn nhá. Giáp rồng Aether thì mình sẽ treo ở nhà để tránh trường hợp mình làm mất nữa. Đó, được 5 bộ giáp rồng nguyên tố rồi. Bên này cũng được mấy bộ ta? Được 4 bộ thôi. Ủa, à, hôm nay mình quên mất mình mình có vảy rồng băng mà ta. Để giờ mình sẽ chế tạo thêm cái nón cũng như là cái ủng nhá, để cho mấy cái bộ đồ đó nó không còn bị thiếu được món nữa. Đây, đầu tiên là cái ủng nè, cái ủng rồng băng. Đó, cũng như là một cái nón rồng emerald nhá. Chứ để nó bị thiếu thiếu vậy nhìn kỳ quá à. Rồi, cắt vảy lên nè và lên trển treo cho nó xong xuôi cái bộ sưu tập đi. Hình như rồng hoang dã hệ lửa thì mình đã full chưa ta? Hình như còn thiếu rồng bronze thì phải á. Đây, tạm thời đã full bộ sưu tập rồi nha, hết thiếu rồi. Và set đồ này có cái váy mình vẫn chưa cường hóa lên được nữa. Không rồi, mình chưa có thêm nhiều kinh nghiệm á nên chưa có kịp cường hóa các bạn ơi. Khi nào có nhiều thì mình chắc chắn sẽ cường hóa nó lên nha. Giờ thì chắc không chần chờ gì nữa, mình sẽ đi xuống dưới Nether luôn thôi. Mấy bé này thì ở nhà đi. Coi nào, nước hả?
Ừ, xuống dưới cũng phải mang theo nước á, để mình làm một ít cái chỗ nước sạch nè, để xuống dưới có cái mà uống nhá. Rồi giờ thì bắt đầu lên đường thôi, mong rằng chuyến đi này sẽ thuận lợi, chứ không thôi nhiều lần mình chết ở dưới này đời lắm luôn á, vì quái dưới này nó toàn bánh hoa đồng thôi. Đó 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 đó, vừa gì là mình thấy một con quái vật rồi. À, ấy, con này chơi mà chơi bắn lén ấy à. Ui, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào được không, bình tĩnh được không? Đấy, các bạn thấy khám phá dưới này đời nguy hiểm chưa? Mới xuống thôi mà quýnh ở mì xèo rồi nè. Con này còn đang hình nữa. Ây da, da, da. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà lướt bát là phải lụm nè. Mới lướt bát cấp cao thì mình sẽ lụm nhá. Con này có rơi ra lướt bát không? Không, không, nó không rơi ra. Ây ây. Đây, ở đây nó còn có mấy con gì bay bay nữa kìa. Ui, ghê vậy. Chắc mình phải đập cái spawner này quá à. Lần nào xuống nó cũng cà khịa mà thế. Cái tội cái cội cà khịa. À mà nó hư spawner rồi. Cái này nó hay một điểm nữa là khi mà spawn ra quá nhiều á thì nó sẽ tự động bị vỡ luôn á các bạn ơi. Con nào tàng hình đây? Ui coi kìa. Quái vật bay. Quái vật bay hả? Con này con gì á? Con bay bay này á. Mình chưa biết con gì nhưng mà cứ đánh trước đi. Ui hình như mấy con này hình như có thể thuần phục á. Tại vì là nó có khả năng bay nè. À, hay là mình sẽ tha sống cho nó đi. Mình sẽ nghiên cứu xem nó sẽ ăn loại thức ăn gì á. Rồi sau đó xuống đây để thuần phục nha. Mấy con này mà thuần phục được lên trên kia khám phá chắc sướng lắm luôn á. Ui. Ê có con gà rống nữa kìa. Ui ui. Ui chết đời mình bị gà trống quýnh rồi. Dạ. Con quái vật này. Quái vật này đi ra. Con này đi ra. Con này đi ra chỗ khác. Con gà cứ quýnh mình hoài. Quá khó chịu con gà. Con gà trống. Ui con gà trống nè các bạn. Ui dưới này, địa ngục còn có gà trống nữa cơ. Ui hấp dẫn dữ hả. Lần đầu mình gặp gà trống trong Minecraft luôn ấy. Rồi giờ mình sẽ cắt bớt những thứ không cần thiết vô trong lại đi, để có nhiều không gian hơn. Và bắt đầu lên đường thôi nào. Chắc phải cho em rồng ra ngoài đó. Rồi amulet mình sẽ cắt vào trong nha, để đảm bảo mình sẽ không bị mất. À, còn gì khúc thì một xíu thì mình sẽ sử dụng sau. Giờ thì bắt đầu đi tiếp thôi. Thường thường thì trứng rồng zombie với rồng rồng Wither thì nó sẽ ở gần gần mấy cái hang á. Mình ngó ngó kỹ trong mấy cái hang là được hả? Ở dưới đây thì cũng khá là khó để tìm hang á. Hướng này coi có không? Ồ, hướng này thì toàn là quái thôi, chứ không thấy hang đâu hết trơn á. Và còn một dấu hiệu nữa, hình như nó còn có đống mạng nhện nữa để mình có thể dễ dàng nhận diện hơn á, nhưng mà nãy giờ bay mình vẫn chưa thấy nữa. Mình sợ nó kiểu như nó nhỏ quá mình không để ý á, rồi mình bỏ sót thôi, chứ ở đây cũng khá là khá là nguy hiểm đấy, tại vì có mấy con quái vật này nó đe dọa. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, nhiều nhiều quái vật quá, né né ra các bạn ơi, không mà bị quýnh hồi đồng mỗi chết queo á. Cái này thì mình không muốn lạc bé rồng mà bảo táp thế nào đâu. Ủa dưới này có hang không? Ờ không có rồi. À ở đây có mấy con này nó ưa hút mình lắm đó. Dám hút mình nè. Mình biết thế nào nó cũng hút mình mà. Nhảy xuống quýnh nó luôn chứ. Chứ ai cho hút. Dám hút mình nè. Dám hút mình hả? Ai hút mình là mình xuống đơm luôn à. Không có nhịn đâu. Nhịn gì? Úi. Úi. Như tới rồi nè đúng không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ lấy cái amulet ra. Ây da, đừng đừng có quấy mấy rồng của tôi. Lấy kiếm ra cái đã. Ây da, nhiều quái quá, nhiều quái quá. Dám quýnh hồ đồng. Quýnh hồ đồng bé rồng của mình hả? Ai cho quýnh? Ai cho quýnh? Ui, mấy con này quýnh hồ đồng kìa. Ây da, da, da. Ý đồng hiếu yếu hả? Ý đồng hiếu yếu hả gì? Đừng có ý to con là mình sợ. Mình không có sợ đâu. Đúng rồi. Đồng mình sát hại nhau đi. Còn đó bắn là mình sẽ cho ăn. Cho cái phát nổ vô mỏ liền. Cho phát nổ vô mỏ nè. Chừa cái tội gì ghĩa người ta nha. Còn nữa không? À, chết queo rồi. Ồ, thì ra khi mà nó chết thì nó sẽ phân tách thành những cái con nhảy tương tương như vậy nè. Để tấn công mình á là sẽ gây hiệu ứng độc Wither luôn. Cực kỳ thốn. À, có cái đồ nào nhặt được không? Ui lửa còn màu đỏ nữa là ghê chưa. Con này còn đứng đây làm gì nữa. Tên này cũng đi ra luôn đi. Rồi nãy giờ anh Quýnh nhặt được một vài cái lít bát nè. Ui tờ nó bắn thì
Ở trên không luôn á, xịn ghê. Và con nào? Đây là trứng rồng gì đây? Ủa đây là trứng rồng zombie rồi. Ấy, con này định làm gì hả? Hả? Định làm gì ta? Mấy con này ưa cà kìa mình quá hả? Thôi chắc mình sẽ nhảy xuống dưới để lấy trứng rồng trước rồi các bạn ơi. Rồi sau đó đi tìm tiếp cái quả trứng rồng mà còn lại ở dưới Nether nhá. Ấy da. Ui nhưng mà xuống đây nó cũng là chẳng ai. Vì tơ tùm lum hết trơn à, cái như nó lâu quá không ai xuống hay sao ấy, tơ đóng tùm lum hết trơn. Ây da, mà nó cũng khá là tiện, nếu mà không có khả năng giảm sát thương khi rơi thì mình sẽ không bị chết khi mà nhảy xuống dưới này á. Rồi giờ thì mình sẽ đi qua đây và lấy cái quả trứng rồng đó, trứng rồng zombie. Và trong này có những cái viên kim cương nè, được 5 viên, có vàng. Ui có xương. Ê xương trong đây mình đang cần á, để mình có gì mình đem về để cho bé rồng mình ăn nữa. Khô táo nè, mình sẽ sắp lại coi. Được 9 viên kim cương lận. Giáp ngựa kim cương nè, kinh nghiệm. Lấy xương thôi chứ thịt zombie thì mình không cần. Rồi bây giờ thì coi mình có thể biểu diễn được không ta. Mình định biểu diễn cái chiêu parkour bám tường của mình á, mà đây nhiều tơ quá mình sợ biểu diễn không được. Để giờ mình coi coi mình bắt gốc á, rồi mình sẽ biểu diễn cho bạn xem nhá. Không biết có được không nữa nhưng mình sẽ thử. Rồi làm lại nè. Đó, giống như người nhện luôn. Nhảy qua đây luôn nè. Nhảy qua đây nè. Nhảy qua đây nè. Và lên trên. Mọi người thấy trời, vừa làm parkour thì mình cũng đã có được một cái tuyệt kỹ đặc biệt, đó chính là bám tường. Nhưng mà mấy con này ổn quá, mình sẽ tiêu diệt nó. Con này nó lì ghê luôn ấy. Giờ cơ thể mình dính nhiều sát thương quá trời rồi, chắc phải chữa thương quá chứ không hồi một hồi mình sợ mình chết dưới này luôn á. Kìa cơ thể mình vàng khẽ luôn rồi. Rồi giờ thì chữa sơ sơ để đi tiếp thôi, chứ chữa hết thì chắc là sẽ rất là tốn ấy. À, và mình sẽ đưa bé rồng mình ra ngoài rồi chạy thôi em ơi. Mấy con này quýnh hội đồng ghê quá à. Và mình sẽ kiểm tra gần gần cái chỗ đứng đầu ngoài nãy coi biết đâu nó lại xuất hiện kế bên nhau thì sao các bạn. Và mình sẽ cố gắng mang về càng nhiều quả trứng rồng kiểu như vậy càng tốt á, để mình còn up luôn trong ngày hôm nay nhá. Ui nhìn cái này mình cứ tưởng chỗ trứng rồng không à, thấy có mạng nhện đóng cái kiểu á, nhưng mà không phải, nó chỉ là một cái ụ nó bị bỏ hoang thôi. Nãy giờ mình bay cũng được một đoạn rồi đó, nhưng mà chả thấy cái chỗ trứng rồng khác nữa trơn á. Chắc hôm nay chỉ tìm được duy nhất một quả trứng rồng mà zombie thôi hả. Và trước khi về thì chắc mình sẽ khám phá thử cái chỗ tòa tháp này coi coi nó có những con quái gì đặc biệt nhá. À đặc biệt hơn là bên trong này còn có mấy cái rương á. Ui ui ui, xít nữa gớt xuống hồ lava rồi. Ủa thằng kia con gì mà bay ghê vậy? Ê, ui một con quái vật lửa tím kìa. Ui nó thấy mình rồi. Nào không, nó không có tấn công mình. Không tấn công mình sẽ cà khịa tiếp. À mình nhớ rồi. Đợt trước mình xuống đây một lần á, mấy cái đầu lâu mà nó áp sát rồi nó phát nổ á, là nó đó các bạn ơi. Trong rương này có giáp sói kim cương, viên cưỡi và vàng. Được được, lấy về được một cái bật lửa nè. Mình sẽ thay cái bật lửa cũ của mình đi. Bật lửa cũ mình nó bị hỏng mất tiêu rồi. Rương này thì sao? Có vàng, có viên cưỡi, ok đó. Và một cái xin pendant mình sẽ lượm luôn đi. Ừ, coi hướng phía trên. Ở phía trên lại có rương nữa. Có kim cương, yên cưỡi và những thứ kia thì mình không lấy đâu. Ấy, bắn ai? Mình sẽ lạng lách đánh giỏng để đánh con Blade này. Còn con này nữa, nó. Đánh con này là phải lạng lách nha. Tại vì cái khả năng nhắm nó không có quá chuẩn á, nên mình cứ lạng lách là né được hết trơn à. Ui, hai viên luôn nè. Và lấy thêm ít cái vàng về. Cái cần câu, câu này mình nghĩ là sẽ câu cá được đó các bạn ơi, nhưng mà sẽ câu dưới, thay vì là câu dưới nước thì cái này sẽ câu dưới lava á. Để mình sẽ thử nhá. Tẩm. Chết rồi, mình ở để ở trên mặt đất rồi. Làm lại nè. Ui được luôn. Mà quan trọng là có cá hay không ấy, mình sợ không có cá dưới lava mà con cá nào mà sống cho nổi. Ui đừng có cháy luôn cái phao nha. Cháy luôn cái phao là mệt lắm luôn á. Rồi 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 rồi, cá đâu lại ăn đi. À đây. À mấy cái đầu lâu phát nổ nè, đầu lâu phát nổ. Con cá mà cũng không yên nữa. Mình tắm dưới này luôn, có ngon lũi xuống đây quýnh mình đi. Ấy ui ui. Ui đây có mấy con thằng lava. Mình có kháng lửa nên mình cũng không sợ đâu. Mình không có sợ đâu. Ui, ui sợ quá sợ quá. Tại vì gì cũng sợ lắm chứ bộ. Rồi à, giờ nước trong đây nè.
Đố anh bắn được em luôn đó. Rồi giờ thì câu thử coi. Nãy đang câu ngon lành tự nhiên lại quýnh người ta. Rồi giờ thì đợi một xíu nha, mình nghĩ là cái này nó chắc cũng có cá các bạn ơi, mình thấy ở dưới nó cũng đâu có gì quá nguy hiểm đâu. Hy vọng là cá nó sẽ cắn câu sớm nha. Ui kìa 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 kìa, có cá thiệt, giật lên nè, nó mình mới thấy con cá gì đâu đây nè, rõ ràng nè 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 nè, ui 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 con này, ai da, ui có cá nhưng mà mình giật lên nó hụt lắc hết trơn nè 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 nè, đúng không? À đúng rồi con này con này. Ui vậy là dưới này lại 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 có cá nha. Để bây giờ mình sẽ mang thử con cá từ Nether này về nhà nấu lên thử coi ăn được không. Ui lần đầu câu cá dưới này đó. Hổm 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 hổm, đang về mà cũng kiếm chuyện nữa. Rồi giờ thì về nhà và nấu con cá dưới Nether lên thôi. Hoài hôm nay có cả cá dưới Nether luôn chứ. Ừ, đúng. Ủa gì kỳ vậy, cá mắc ma mà đun ra lại thành cá tuyết, kỳ vậy trời. Các bạn có thấy gì sai sai không, tự nhiên cá mắc ma nè đun ra cái thành cá tuyết ăn vô. Ôi thôi 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 xong rồi, thôi xong rồi, ăn vô cái khoai mỏng mỏng rồi. Kiểu như cá chưa được nấu chín đó các bạn ơi, ăn sống kiểu như sushi á, cái nó bị đói nè rồi bị choáng váng tùm lum hết trơn á. Và sau một lúc nấu thì cái rương này đó không còn một món đồ kim cương nào, nhưng mà phía dưới này sẽ là những viên kim cương nhá. Một bên là 37, một bên là 38, vậy là mình đã có được một stack và 11 viên kim cương. Giờ thì mình sẽ nén lại thành những khối kim cương nè, và mình có thể chế tạo được đồ kim cương cho bé rồng hoang dã của mình rồi. Coi nào, em này thì mình sẽ làm trước cái phần nón đi, tại vì mình khá là thích phần nón á, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Đây cho em đeo liền nè. Nón kim cương đeo vô. Wow, xịn chưa xịn chưa. Còn bao nhiêu khối đây, còn ba hả, biết ba có làm đủ phần đuôi không ta? Ba vẫn làm đủ phần đuôi, để mình đeo phần đầu với phần đuôi trước nha. Đó ui. Bây giờ mà có thêm phần thân nữa thì thôi rồi, nhìn em gồng mình đẹp cực luôn á. Để từ từ mình sẽ kiếm thêm thiệt là nhiều kim cương rồi sau đó làm đồ kim cương cho bé rồng nhà mình nhá. Và giờ thì chắc mình sẽ tạm thời gác qua cái viện chế tạo đồ kim cương cho em ấy và bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi. Coi nào, hướng nào mình sẽ chưa đi đây. À hướng đông đi, hướng đông vẫn còn khá là trống nè, sẵn tiện coi coi hướng đông sẽ có cái gì mới luôn nhá. Rồi để xuống và đi về hướng đông một cái. Hướng đông là như hướng bên này nè đúng không, bật bản đồ lên coi. À, chuẩn luôn chuẩn luôn. Hướng đông hướng đông. Ui có tòa tháp, ủa không biết tòa tháp này mình đánh chưa nhờ, nếu chưa là mình xuống mình đánh luôn á. À chuẩn chuẩn chuẩn, chưa đánh chưa đánh. Chưa đánh thì thôi xuống đánh kiếm xíu kinh nghiệm coi, chứ giờ mình hết kinh nghiệm nè với lại hết kim cương mất tiêu rồi. Rồi đánh nhanh rồi rồi trở về thôi. Kệ nó, trời nó dí theo mình đi xuống tầng cuối thì mình sẽ đơm hết một lượt cho nó nhanh nhá. Rồi đánh đánh tháp kiểu vậy thì khỏi phải nói. Ui một viên kim cương, ai da, ai da, ai da. Đi ra chỗ khác, lượm viên kim cương xong chạy. Mình biết là mình đánh vẫn ăn mấy con đó, nhưng mà thôi đi, hơi sức đâu mà đánh với mấy con đó làm gì, đánh với mấy con ở dưới thì sẽ tốt hơn. Đi ra mình đã không muốn đánh rồi mà. Rồi đập spawner. Đập nè, nhảy lên, nhảy lên. Không có đồ xịn thôi đi tiếp. Thằng này tới boss chưa? Hình như thằng phía dưới là thằng boss rồi đó các bạn ơi. Nãy giờ mình đi khá là xa rồi đó. Ấy da. Ui, mình bất cẩn quá, bất cẩn quá. Nhưng không sao, con boss sẽ không có kịp nổ gương của mình đâu. Đúng rồi, giết hại đàn em của người đi. Quýnh người nè. Bắn qua cầu đi. Đấy, vậy là xong rồi. Cái tòa tháp. Hồi đủ hên quá, kim cương vẫn còn, kim cương vẫn còn. Và đây là những viên kim cương còn lại. Được một stack và 16 viên kim cương. Có thêm ít kinh nghiệm nè. Nhịn, nhịn lâu lắm rồi. Người ta không muốn đánh mà cứ khịa hoài. Mấy con lì lợm mà không muốn đánh hả mà cứ cắn 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 hoài. Rồi trên này thì sao, trên này thì có ủng kim cương, khối emerald, giáp ngựa kim cương nè, một ít bình kinh nghiệm. Chỉ cái đơn giản có vậy thôi hả, một quyển sách enchant và cái yên yên cưỡi thôi nha. Đi ra chỗ khác nha, họ muốn kiểu như là ha quýnh với mấy con lính lác này đâu.
Rồi lên trên và tiếp tục đi thôi các bạn ơi. Tòa tháp này đã xong rồi đó. Để coi mình đi thêm một đoạn coi coi còn gặp cái vùng đồng bằng hay công trình nào có thể khám phá không nhá. Mà trước mặt mình là một cái thủy cung kìa. Giờ đâu có cái bộ giáp rồng, ủa bộ giáp kỵ Guardian á để đi khám phá dưới biển đâu, nên không có khám phá liền được. Để hôm nào mình có đem theo bộ giáp Guardian đi, rồi mình sẽ khám phá nốt mấy công trình dưới biển nha. Hướng này thì ý có một con rồng. Ui, hay là khởi động chân tay xíu ta, làm gỏi đó em ơi, phun 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 ra. Ôi nhưng mà rồng sấm sét được chuyển từ rồng nước á, nên vẫn phun nước bình thường các bạn ơi. Ui coi kìa, mình đẩy lùi con rồng lửa này quá trời luôn kìa. Ui rồng rồng nước hay thiệt, đẩy mấy con rồng hoang dã nè một khúc luôn. Ui đúng là nước có thể dập được lửa nha. Cắt tinh của những cái con rồng hoang dã hệ lửa là đây chứ đâu. Đúng rồi đúng rồi, giờ thì thoải mái quẩy đi em ơi. Nó cho em rồng rồng sống của mình quẩy. Ui em quấy quẩy một lúc mà chưa chết nữa. Thì thôi chờ tới mình quẩy thôi. Em mới quẩy đủ rồi. À, thử món này ta. Test 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 test. Test nè. Ui các bạn thấy không, đánh một lần được bao nhiêu máu ta. Mình không thấy rõ nữa. Mình không thấy rõ nữa. Không được rồi, không được rồi, phải dùng kiếm băng thôi. Không được không được không được, đừng 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 đừng. Mình đang mặc đồ rồng hoang dã nên không có phòng thủ cao. Hoài suýt nữa thì chết. Mình mặc đồ rồng hoang dã nó không có thực sự mạnh á, nên nhiều khi bị mất hơi nhiều máu các bạn ơi. May mà mình rút ra kiếm máu rồng kịp, không thôi là toi vào đó rồi đó. Rồi giờ thì bắt đầu với công việc lút xác rồng thôi nào. Hy vọng là rơi ra nhiều nhiều vảy rồng nha. Và rơi ra bao nhiêu đây, hình như là ý sao có hai vậy. Ủa ừ. Có hai, đúng hai cái vảy luôn á. Ôi mình thấy càng ngày mình đánh rồng á, nó rơi càng ít vảy rồng á các bạn ơi. Mình không hiểu tại sao nữa chứ. Nguyên con rồng mà rơi đúng có hai cái vảy. Đâu rồi, cái vảy rồng Emerald nè. Có hai cái vảy rồng Emerald hả. Giỏi thiệt sự luôn á. Nhưng mà cái món món cồn dĩa khúc này á, là mình sẽ tấn công liên tục nhá. Thay vì thì mình sẽ ấn đánh liên tục đúng không, thì mình chỉ cần giữ thôi. Đó, nó sẽ bắt đầu quay 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 và tính sát thương liên tục luôn. Kiểu như mình spam vậy á. Cũng khá là xịn. Và giờ thì mình sẽ lấy cái đồ lọc nước ra một cái đã, để một xíu mình còn uống nước á. Và hướng này tiếp tục là vùng Savannah nữa. Hình như có một ngôi làng đúng không. Ý, một ngôi làng, một ngôi làng. Lâu lắm rồi mới gặp một ngôi làng đó nha. Rồi vô thăm mấy bác dân làng coi, sẽ tiện coi coi có món đồ nào lấy được thì mình sẽ lấy về. Ngôi làng này cũng dạng nhỏ thôi à, chứ không có quá to ấy. Ui ui ui, có con gà nữa kìa. Ê, ê. Ui gà phun độc. Ui nó đâu rồi. Ui chết, mình bị chó có bắn quá. Ui chó không không thấy được, không thấy được mà bắn nó. Mình sẽ cận chiến đi. Ây da da da. Ui chóng mặt chóng mặt chóng mặt. Bình tĩnh bình tĩnh lại, bình tĩnh lại bình tĩnh lại bình tĩnh lại. Rồi. Sợ luôn, nhưng làng nuôi mấy con gà ác thiệt đó chứ. Trong nhà này thì có gia thuộc hả? Ok, lượm mang về cũng được. Có lò núng. Ui, cục đặt 7 sao vậy? Thấy móc dây 7 gì tùm lum ở đây hết trơn. Và nhà này nhà của ai đây? Nhà này thì có thịt. Ui, có thịt được được. Mình sẽ mang thịt này về á, rồi cho bé rồng mình ăn á. Chứ bé rồng mình cũng hết thịt rồi các bạn ơi, không có đủ để ăn á. Ui, không được ngủ, không được ngủ đây. Ngủ đây lỡ mà mình chết á là cái điểm spawn nó sẽ ngay vị trí này, là mình không muốn đâu. Và coi coi còn, ui bên kia làm gì có lửa vậy, cháy rừng à. Bên kia hình như bị cháy rừng rồi. Ít con bò nè, lụm bò về luôn, được 8 miếng thịt bò rồi. Còn bò nữa không. Thường thường gần làng thì sẽ nhiều động vật hơn á, mình thoải mái mà farm luôn. Wow, và đây là nhà gì đấy. Ui nhà gì mà có mấy cái miếng cảm ứng vậy. Ở nhà gì lạ vậy ta? Lạ thiệt á. Trên này thì sao? Trên này là mấy bác dân làng. Ồ, gì đây? Đây là kiểu nhà mới á các bạn ơi. Lên hai đường này và xuống cũng hai đường này luôn. Và nhà này là nhà thờ. Úi, nhà bác thờ rèn. Ừ đúng rồi, nhà bác thờ rèn nè. Trong này có táo thôi, mà táo đâu cho rồng ăn được. Mình cần đồ ăn cho rồng thôi à. Mình thì ăn gì cũng được hết trơn á. Ồ, chỉ có vậy thôi à. Ừ, chắc chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Ồ. Thôi kệ đi, không có gì hết thì mình sẽ đi tiếp nhá.
chủ yếu là tìm thêm mấy cừu bò đồ về để làm thức ăn á. Ấy đây heo. Ủa ha, đúng rồi, heo cũng cho thịt chứ bộ, thịt heo vẫn có thể làm được thức ăn nha. Quên mất, hay đó, mình sẽ thịt mấy bé heo luôn. Rồi, được 5 miếng thịt heo rồi. Chặt một cái 7 miếng, ok, chắc sắp tới mình phải nâng cấp cái dòng looting mình lên quá. Chứ looting, event looting 2 thì nó chưa rơi ra nhiều cho lắm. Và mình đã đi tới cái vùng vùng sa mạc luôn rồi. Ủa, vào đây có cái gì nè? À đây 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 đây, còn heo, còn heo thì lấy thịt luôn. Được 23 miếng. Ui, ui con gì đây? Ui con gì mà chui gì từ dưới cát lên vậy? Nguy hiểm vậy. Dưới này là cái gì nào? Ây da. Dưới này là một kiểu một dạng công trình nữa à. Bên đây thì sao? Bên này cũng tương tự luôn. Ok, để mình sẽ đi xuống dưới xem như thế nào nhá. Lười đi cầu an, mình sẽ đi cách này cho đỡ chóng mặt nha các bạn. Ấy da, ấy da. Đây là một dạng công trình kiểu như mê cung giống như đợt trước á. Ở trong này thường thường thì không có đồ xịn đâu, toàn mấy đồ dởm không à. Nhưng mà mình sẽ đi vài vòng để cho các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về cái khu vực này nhá. Laser Smile. Silver thì không cần. Ui, quái vật lạ, mấy con này mình mới gặp. Ây ây, lại là quái vật bóng tối à. Ê, tính ra nó ở đây nó cũng có kim cương nha các bạn. Có kim cương là được á nha. Ây da, đặt cái này ra coi. Nhưng mà ngoài kim cương thì nó còn rất là nhiều đồ dởm khác nữa. Không phải lúc nào cũng có kim cương á, hên xui thôi. Nhưng mà dù sao thì có ít đỡ hơn không. Có xì lam nè. Bên đây thì sao? Ui, trong đây còn nuôi dơi nữa. Cẩn thận, không được, không để cho dơi cắn được. Nguy hiểm lắm. Đập spawner ra. Rồi, và cái ủng hả? Sách hiệu suất nè, ok lấy tạm đi. Còn nào, còn đây còn cái rương nào không? Rương này có redstone. Còn quái vật. Ây da, ây da. Ui, con quái vật phóng cái miếng giống như là miếng sắt vậy á. Khi mà dính cái miếng đó thì mình sẽ không có dùng mấy cái vũ khí tấn công tầm xa kiểu như là cung được ấy. Ui, trong này còn có tổ mấy con rết nữa. Không bỏ luôn nè. Nguy hiểm. Ê, nó còn có quả trứng kìa. Ê, mình thấy quả trứng rồi nha. Một xíu mình sẽ lấy mấy quả trứng ra về mới được. Dám quýnh mình. Dám quýnh mình. Quýnh mình nè, quýnh mình hả? Mình không có sợ đâu. Dám quýnh hòa đồng hả? Rồi, kết hợp, xong kiếm luôn. Xong kiếm luôn. Quýnh Enderman luôn. Đứng ở đây làm gì? Quầy có còn còn có cả cánh nữa, nó đủ tuổi nên sẽ mọc cánh luôn mấy các bạn ơi. Lượm quả trứng. Lượm quả trứng rồi chạy. Được thêm ít cái đồ mà nó rơi ra nữa. Mà khu vực này thì nó chỉ có vậy thôi á. Nên thôi chắc tầm thầm mình sẽ đặt ở đây một cái điểm và mình sẽ nâng cái tọa độ này lên là tầm 79 đi. Đó, sau đó dịch chuyển lên trên cho an toàn nhé. Ấy, rồi. Lên trên rồi. Sẵn tiện đang có nước thì mình sẽ uống nước trước khi khám phá tiếp nhá. Hình như gần đây có sa mạc á. Ủa có kim tự tháp á. Để mình coi kia mình kiểm tra coi có phải là kim tự tháp không nhá. Ủa đúng rồi, đó là hình dạng của kim tự tháp chứ cái gì nữa. Hên ghê. Rồi, ăn thêm miếng gì nữa nào. Mình coi coi mình có gì ăn được không ta. Đồ ăn thì mình sẽ ăn cái gì đây. À, ăn thịt maca. Đúng rồi, thịt maca sẽ rất là tốt luôn. Đó, ăn thêm có trái tim quá trời nè. Sau đó ăn thêm một miếng thịt này nữa để mình có thêm tốc độ chạy và chạy qua cái kim tự tháp. Ui, không biết trong kim tự tháp thì có kim cương không nữa. Giờ thì xuống dưới kiểm tra thử nào. Rồi, đi xuống dưới thôi. Hên quá. Tưởng đâu mình đáp ngay cái miếng áp lực là chết luôn á. Và trong này thì không có quyển, không có viên kim cương nào luôn á, toàn mấy quyển sách thôi. Trời ơi, kim tử tháp cửa bắp. Mình sẽ chạy nhảy lên trên nha. Đi ra nè, chạy lên trên thôi. Và úi, ui cái này nè, có lợi có hại đây. Ấy da, ấy da. Quýnh nè, quýnh hả? Ấy da. Ui, ở đây có mấy cái xác ướp. Chạy 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 chạy. Đừng nên cùng nhau với mấy cái xác ướp các bạn ơi. Không có lợi tí nào cho mình đâu. Mình thôi chạy ghé ghé qua đây thôi nào. Ở đây thì dùng đất gì đấy. Lại là zombie nè, zombie Skeleton nè. Quýnh xong chạy, quýnh xong chạy.
Ừ, tính ra xung quanh đây chỉ toàn là cát với mấy con hay ma thôi. Ồ, chứ không có đồ gì tốt hết trơn á. Thôi kệ, dù sao thì mình cũng vừa nhặt được một cái kiểu như là một quả trứng của cái con nhộng á. Mang về chơi cũng được. Ở đây là cái gì nào? Giống kim tự tháp vậy. À, kim tự tháp dởm ơi, kim tự tháp thì giả mạo. Ui, và đây chính là kim tự tháp bự nè. Ui, cái này mới là kim tự tháp đích thực nè các bạn ơi. Kim tự tháp là nó phải cao như vậy nè. Wow, được được. Vô kim tự tháp nào. Trong này sẽ có gì đây? À, mấy con nhảy tưng tưng vào những cái rương chứa vàng cũng như là than. Kim cương. Ui, được được được. Đi tiếp đi tiếp. Còn gì không? Chỉ có vậy hả? Không cho đường thì mình sẽ tự mở đường thôi. À, hướng này coi còn gì không? Đây là đường lên, sau đó là đường xuống. Ôi, nó chơi kỳ quá, nó còn rào 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 lại á. Mình không thích cái kiểu gào bằng màn nhện này tí nào hết trơn á. Đã cho đường vào thì lại còn đóng màn nhện làm gì nữa. Ây da, bị kẹt bị kẹt. Hướng này thì sao? Nhện nhện hả? Ủa sao mình nhảy không được? Ủa? À, nhảy được rồi. Ủa, bị vướng cái gì ấy? Kiểu như mình bị vướng cái gì ấy ta? Ui, toang rồi. À, ok. hết vướng rồi, sợ ghê luôn ấy. Vô nhiều khi vô mấy công trình này kiểu như bị dính một vài cái lần nguyền gì đó là toang luôn á. Ai ai. Chùi gì hết là bị nhện cắn rồi. À, thôi thôi, hướng đó có nhện không nên đi đâu. Đi tiếp vào hướng này nè. Mình sẽ đào nhanh vậy luôn, coi 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 có rương nữa không. Ui, ra nguyên một con nhện nhện luôn. Con nhện nhện nè. Rồi qua hướng này có rương không? Sao cứ gào gào bạn nhện không thích tí nào hết trơn á. Mình lười đào bạn nhện đó nên mình dùng cúp mình đào thẳng qua đây và đào cái ra ngoài luôn. Không sao, ra ngoài thì mình sẽ làm gỏ mấy con zombie thay ma này. Và có còn gì không? Ừ, nó chỉ có vậy thôi. À, mình sẽ thử đào từ chỗ cao nhất của kim tự tháp nè. Nó đào từ trên này xuống dưới coi như thế nào. Ui, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mình bị một cái block tàng hình ơi. Dưới một block tàng hình ơi. À, mình phải đặt lại một block ở dưới. Mình đào nhanh quá là bị dễ các bạn ơi. Khó chịu ghê ta. Đào hết rồi nè. Đào xuống từ từ thôi, đào nhanh quá là bị giống như hồi nãy á. Rồi. À, có rương. Nhưng mà nó chỉ là than thôi à các bạn ơi, chứ nó không có cái gì đặc biệt khác ấy. Ồ, phải chi nó có boss thì các kiểu gì đó thì còn có cái mà đánh, chứ giờ không có boss vô mấy cái này cắm phá hồi lạc đường. Nghĩ ra luôn á. À, không ra được, ra được nhưng mà chỉ điều hơi tốn thời gian thôi. Cái chắc tạm thời thay vì khám phá cái này á, thì mình sẽ tiếp tục dẫn bé rồng và đi tìm một cái gì đó đặc biệt hơn để khám phá nhá. Nãy giờ đi khám phá mà không thấy cái gì đặc biệt hết, thế nên bây giờ thì mình sẽ xuống dưới khu mỏ của mình nè, tìm một chỗ tối tối chẳng hạn như là trong cái hốc này đó, rồi sau đó đặt cái quả trứng rồng zombie xuống để ấp nhá. À, trong thời gian với 2 tập mình sẽ cố gắng chờ đợi để cho quả trứng này mau nở nhất có thể. Rồi giờ ý chưa 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 kích hoạt mà nở cái gì. Đó, kích hoạt một cái nhá. Rồi giờ thì từ từ mà nở ra nha em ơi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã trang bị cho rồng hoang dã cũng như là rồng bảo táp của mình những cái món giáp kim cương cũng như là thuần phục được 2 cái em chó sói hoang nữa. Sắp tới có gì mình sẽ dẫn đi khám phá ở những nơi nào đó gần gần trên mặt đất nhá. Bên cạnh đó thì mình còn up thêm 2 quả trứng rồng. Thứ nhất là trứng rồng online, thứ hai là trứng rồng zombie, và mình sẽ cố gắng chờ đợi 2 quả trứng rồng đó nở trong thời gian giữa 2 tập nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn giờ thì bye bye.